Xin chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau trên tin tức mới để cùng nhau cập nhật những tin tức nóng hổi nhất có trong ngày. Mong rằng bạn sẽ có những giây phút thật vui vẻ khi theo dõi bản tin ngày hôm nay. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để luôn cập nhật nhanh nhất những thông tin hấp dẫn đến từ chúng mình. Ngay bây giờ, hãy cùng với mình đến với nội dung chính của bản tin ngày hôm nay. Lâm Khánh Chi khoe cận mặt quý tử, cậu bé ngày càng đẹp trai như soái ca Hàn Quốc. Bé Thiên Long, con trai Lâm Khánh Chi là một trong những nhóc tỷ được nhiều người biết đến. Dạo gần đây khi cậu bé lớn lên, cô ít đăng ảnh con, vì vậy mỗi lần cậu bé xuất hiện đều khiến nhiều người ngạc nhiên vì ngoại hình. Mới đây công chúa chuyển giới đã cho con trai lên sóng sau những mong mỏi của mọi người muốn được thấy quý tử nhà mình. Cô viết: Hot boy nhà em, dịch mà đòi đi tắm hồ bơi, bớt dịch mẹ mua cho một cái hồ bơi di động to hơn con trai nhé, giàu ghê. Có thể thấy bé Bi trông lớn hẳn so với những bức ảnh trước đây. Đặc biệt là gây ấn tượng với sống mũi cao, đôi mắt to tròn và khuôn miệng xinh xắn. Ai cũng không ngớt lời khen ngợi cậu bé, chưa kể mẹ Lâm Khánh Chi còn tạo kiểu tóc xoăn thời thượng cho cậu, làm cậu bé càng toát lên vẻ điển trai như những em bé Hàn Quốc. Lâm Khánh Chi là một trong những ca sĩ chuyển giới đình đám của showbiz Việt, cô đã kết hôn cùng Phi Hùng và đang có cuộc sống hạnh phúc đáng ngưỡng mộ. Vào cuối tháng 9 năm 2018, gia đình Lâm Khánh Chi sang Thái Lan hoàn tất thủ tục nhờ mang thai hộ. Cô quyết định sử dụng trứng của chị dâu và tinh trùng của mình lưu trữ từ trước khi chuyển giới. Con trai Lâm Khánh Chi, bé Thiên Long là nhóc tỳ đặc biệt của showbiz Việt, được sinh ra bằng phương pháp mang thai hộ. Nói về chồng trẻ khi còn yêu nhau, Lâm Khánh Chi chia sẻ, khi đó không muốn cho chồng đụng vào người, chỉ ôm nhau ngủ. Thật sự anh ấy thấy tôi quá mệt, khi tôi mệt tôi cũng không muốn ai đụng vào người mình. Tôi là người phụ nữ vì gia đình, làm việc cho gia đình quá nhiều. Livestream mỗi ngày 8 tiếng, nhập hàng tới lui, số lượng bao nhiêu, tôi thân yếu, dặm trường, nên yếu. Về việc chồng bị hiểu lầm là tiểu tam, Lâm Khánh Chi chia sẻ ngay về quan điểm của mình thường muốn chia tay một mối tình, tôi hay tìm một mối tình mới để lấp ngay vào chỗ trống đó vì đã quá khổ rồi, sống với người đó không còn hạnh phúc nữa, giống như khi té ngoài biển, có một chiếc phao để bám vào và thoát khỏi đau khổ đó. Ngày xưa tôi không nghĩ đến trà xanh hay thế nào nữa. Khi được Xuân Lan hỏi về nhu cầu của chồng bên ngoài, Lâm Khánh Chi chắc nịch khẳng định không đồng ý với điều đó. Lâm Khánh Chi chia sẻ, trong 4 năm quen biết nhau, chồng tôi chưa bao giờ đi chơi đâu cả, chỉ đến khi già, nhan sắc không còn mới tính tiếp. Lâm Khánh Chi thừa nhận từng nghĩ chồng trẻ là gay mới đây lâm khánh chi đã kể lại câu chuyện tìm hiểu quen biết với chồng mình cô nói tôi gặp chồng tôi lần đầu khi anh ấy đi cùng một đứa em tôi lúc đó tôi đang cần người chỉnh nhạc cho một show diễn mình tham gia nên bảo đứa em đó tới chỉnh hộ ai ngờ nó dắt theo cả chồng tôi ấn tượng đầu tiên của tôi về chồng là khá to cao đẹp trai hiền dễ thương lúc đó tôi tưởng chồng mình là gay là chồng của thằng em mình vì nó cũng gay lúc lên hát tôi thấy chồng cứ ngồi nhìn mình rồi cười không nói gì hết ba lần tôi quay sang đều thấy chồng đang nhìn mình nên cũng có cảm tình hát xong tôi ra chỗ thằng em và bảo Chồng mày dễ thương nhỉ Em tôi nghe vậy mới thốt lên Đâu phải chồng em đâu người ta là trai thẳng Thích con gái mà chơi anh em với em thôi Sau đó thằng em tôi thấy tôi buồn Nên rủ cả hai ra bùi viện chơi Từ đó chúng tôi quen nhau Ngoài ra cô còn tiết lộ bản thân không sợ người gọi chồng mình là trà xanh hay con giáp thứ 13, cô chia sẻ. Thời điểm đó tôi với người yêu cũ đang dạn nứt, chuẩn bị chia tay nhưng chưa có cơ hội để chia tay. Tính tôi từ xưa đến giờ là muốn chia tay ai thì phải có một mối tình khác để thế vào chỗ đó. Tôi không sợ người ta gọi chồng mình là trà xanh hay con giáp thứ 13 này nọ. Tôi không quan trọng điều này. Vấn đề ở đây là tôi đã quá khổ khi ở với người đàn ông kia rồi. Tự nhiên xuất hiện một cái phao thì tôi bám vào để thoát thân khỏi đau khổ, chẳng nghĩ được gì hết. Trước khi gặp chồng một tháng, tôi với bạn trai cũ đã dạn nứt, chán nhau lắm rồi. Anh ta liên tục bỏ tôi đi diễn một mình. Ngay từ lúc đó tôi đã niệm Phật quan âm cho tôi quen một anh chàng khác để tôi rất hẳn được với bạn trai cũ đi. Không những vậy, tôi còn cầu sao để gặp được một người đẹp trai to cao hiền lành, ở dưới quê không biết nhậu. Tôi muốn quen trai dưới quê vì họ hiền, ít đi chơi. Một tháng sau thì tôi gặp được chồng mình, đúng là lời nguyện cầu của tôi linh thật. Lúc đó hai đứa tôi đều có ý với nhau, nhưng tôi chỉ là cảm mến, còn anh Hùng mới là người tấn công, tỏ tình trước. Tôi nhớ hôm đó nhậu xong, mọi người cùng kéo lại nhà tôi ngủ, trong đó có chồng tôi, Sáng hôm sau chồng tôi đi làm hộ chiếu, tôi ở nhà chơi bài với khoảng 7-8 người, đông lắm. Tới lúc về chồng tôi xách theo hai bịch sữa và đưa cho tôi bảo: "Chị ơi, chị uống sữa đi, em thấy từ hôm qua tới giờ chị không ăn gì." Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của Tin tức mới. Hãy chia sẻ cảm nhận của các bạn bên dưới phần bình luận và hãy nhớ ấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ thông tin nào đến từ Tin tức mới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.